Tóm gọn là vậy. Còn tóm lại là bây giờ thì con gần như là trắng tay. Cho con hỏi nè, đây có phải là nghiệp quả của kiếp xưa con từng tạo Không không? biết à. Hay là con có phước về tài sản nhưng lại không có phước được hưởng? Sư có thể trích dẫn trong kinh có trường hợp nào như con không? Có Và Đức Phật có nói như thế nào về những trường hợp như vậy? không trả lời Rồi, rồi, rồi. cho. Không có đọc câu hỏi nhưng mà nó để tóm tắt thôi, còn nó dài quá quý vị mai mốt nhớ nhớ nha. Cái này mình mốt nghĩa câu hỏi á, mình tóm tóm lại tém tém chút rồi. Dài quá ngán. Đâu, đâu có hỏi hết giờ rồi. Thì trong kinh có nói á, là cái người làm phước á, khổ mình của người nó sẽ sau này nó sẽ phát sinh tài sản, nhưng mà tài sản này sẽ mất đi do 5 nguyên nhân. Thứ nhất là con phá sản, thứ hai là trộm cướp, thứ ba là vu oan tịch thu, thứ tư là bệnh hoạn, thứ năm là thiên tai động đất, nói chung là nó cháy nhà nó mất, thiên tai động đất sóng thần gì nó cuốn đi mất, lục lội nó cuốn đi. Hay làm phước khổ người của mình, có nghĩa là thí dụ như bây giờ mình muốn cúng dường quá, cái mình vay bạn mình 5 triệu đi cúng dường, cái tới chừng bạn đó nó đòi, tới thời hạn rồi mình vô mượn từng đi, bạn nó đòi tới thời mình không có, mình trả nó, thì này là làm phước khổ người của mình. Hay là cái tiền này mình muốn cúng dường quá, cái mình chôm tiền của gia đình mình đi cúng dường, này là làm phước khổ người của mình, tại vì cái người bị lấy họ sẽ đau khổ. Làm phước khổ người của mình thì nó sẽ bị mất do 5 nguyên nhân. Còn cái cô này cũng bị, nói chung bị gạt gì, bị gạt mất hết tiền gì, nói chung là 5.651 triệu vậy nè, 561 triệu. Thì á, trước tiên á, chia buồn nha, chia buồn rồi sau đó xin chúc mừng là người vô sản. Chúc mừng. Còn cái chuyện mà mình mất tiền á thì mình sẽ suy nghĩ như sau, sẽ suy nghĩ như sau. Đây là cái cơ hội để mình chiêm nghiệm cái sự mất mát. Có cái cô đó cổ 5 tờ giấy số, đáng lẽ là của 5 tờ đó là cổ trúng 10 tỷ rồi, nhưng mà vì lý do gì đó mà 5 tờ đó nó không trúng, là tại vì sao, vì lấy cái đó rồi chồng kêu lấy cái này đi, cầm trên tay 5 tờ đó trúng á, chiều trúng đó, nhưng mà chồng thôi thôi lấy 5 tờ khác, bỏ 5 tờ trúng lại, càng nhằn về càng nhằn với chồng. Thì cái này xin mới nói là đây là cơ hội để mình trải nghiệm cái sự mất mát mà mình bỏ qua đó, mai mốt muốn 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 trải nghiệm trở lại là phải đi mất tiền tiếp nha. Mình bị gớt mất cái điện thoại, mình bị ăn trộm lấy cái điện thoại, hãy quán tưởng cái sự mất mát, chim trải nghiệm cái sự mất mát. Cuộc đời này nó cho ta được cái gì và cuộc đời này nó lấy đi ta đau khổ cỡ nào. Mình đau khổ vì mình có, và mình mất đi mình cũng đau khổ, tại vì mình tưởng tiền đó của mình. Ví dụ mới mua cái điện thoại xong, đi ra mới vừa ra khỏi tiệm, cái thằng ăn cướp nó chạy xe ngang nẹt vô nó giật mất tiêu, tại mình cũng cái điện thoại đó, cũng mình cũng thằng ăn cướp đó, trước đó 1 tiếng đồng hồ mình chưa mua nó vô nó giật, mình có khổ không? Tại vì không phải của mình, tại vì cuộc đời này mình cứ tưởng cái gì cũng của mình hết, mình tưởng nó trường cũ nó vĩnh hằng. Có vị đó đó đi xuất gia, đi xuất gia thì chuẩn bị rất là kỹ, chuẩn bị rất là kỹ, nhưng mà vô mới xuất gia vô duyên, được tính xuất gia vô duyên, lợi dụng phá vô duyên là xuất gia xong là đi luôn, chuẩn bị mấy năm trời, 2-3 khóa vô duyên rồi, là tính phá thứ ba là đi luôn, đụng cái mẹ nhà tai biến phải đi về chăm sóc mẹ tai biến nằm chỗ. Nó nói con chuẩn bị nhiều quá mà rốt cuộc không được, thì anh chuẩn bị gì chứ anh quên chuẩn bị cái vô thường. Mình cứ nghĩ những cái tài sản, những cái vật chất, những cái địa người thân cho mình xung quanh mình đều là tồn tại mãi không được, bất cứ thân bằng quyến thuộc đồ đạc vật chất tài sản
nó có hai cái sự ra đi. Thứ nhất là nó ra đi nó bỏ mình như cái trường hợp này, bị mất bị gạt. À, thứ hai là mình xa vào mình gì, mình bỏ nó mình ra đi, tức là mình chết. Cái số tiền đó đó nó mất đi, nó cho mình một cái trải nghiệm về đau khổ. Không thể nào bây giờ sư ngồi đây, sư chánh tâm ngồi đây sẽ không thể nào trải nghiệm cái sự đau khổ của mất 561 triệu được. Tại vì tôi không có 561 triệu để tôi mất. Tôi mất 1 triệu thì tôi đau khổ với 1 triệu. Và ở đây không ai có thể thay thế. Tức là sư mà bây giờ sư ngồi đây mà sư muốn bị cái đau khổ 561 triệu để quán tưởng, để trải nghiệm cuộc đời là mơ đi. Chừng nào có thật sự 561 triệu rồi ai lấy, lúc đó mới có cái trải nghiệm đó. Cái người ung thư nó đau kiểu ung thư, cái người đau bao tử nó đau kiểu bao tử, cái người gãy chân nó đau kiểu gãy chân. Cái ông mà muốn quán cái đau gãy chân mà nhức gân là không quán đau kiểu đau gãy chân được nha. Cho nên mình trải nghiệm được đó là một cái chúc mừng. Cái thứ hai là buồn. À, Tôi nói thì chút xíu xem sao tôi suy nghĩ. tại vì đọc nói đi. À, thưa quý vị, nói thì không phải khoe, chứ còn sư nghĩ là mấy ông sư á, mà bị mất tiền á, không có khổ như quý vị đâu. Đúng rồi. Tại sao mấy ông trong bụng mấy ông đem cái tiền Đâu của làm thì khổ đâu. quý vị đừng có nghĩ là cái kiểu mấy ổng nói ở thì tiền không phải của mấy ổng đâu, mấy ổng xài thoải mái chứ không phải. À, khi mà các sư có suy nghĩ này, tiền không phải của mình đó, nó có hai việc. Thứ nhất là vị đó không có dám xài tầm bậy. Nó giống như là quý vị gửi cái tiền nó cho mấy sư để mấy sư làm cái gì đó cho quý vị có phước gì đó. Thì thí dụ như mấy Gì sư làm cho Tam Bảo, ví dụ như chùa dột thành lợp cái mái tôn là cho chùa, mấy cái đó mình không có tiếc tiền, tại đó không phải tiền của mình. nhớ Giống như quý cũng vị cứ gửi gửi cho mấy sư rồi mấy sư làm giùm phước giùm quý vị, không có lo, đó không phải tiền của mình. Cái thứ hai, con mất cũng không phải tiền của mình đâu mất. Cái thứ ba, cái sư tinh nhập phước, tức là mình có tu mình có phước là mình không có sợ mình thiếu ăn thiếu mặc, không sợ thiếu gì hết trơn. Cái quan trọng là mình có thiếu tu hay không đấy. À, cho nên là đừng có hiểu lầm là nói không phải tiền của mình là trời, chắc tôi mấy nói ổng cũng tha cần hồ nói mấy ổng gì xài tầm bậy tầm bạ, không phải nói gì là nhớ rồi phải không, thì nói quên, đi. đang nói cái quên. Cái người với cái người gạt mình á, với cái người gạt mình á, mình mừng bởi vì với 561 triệu mình mua được con người đó rồi. Có nghĩa là thay vì là sao 562 triệu, 563 triệu, 2 tỷ mình nó mới lừa mình, nó lừa mình ngay 561 triệu là mừng mừng rồi. Là giống như cái nhà vị đang cháy phát hiện dứt giờ nào hay giờ đấy để chữa cháy, mình mà không phát hiện sớm thay vì nó lấy mình 561 triệu mốt thành 2-3 tỷ, nó lấy nó chưa hết, nó còn lấy người thân mình, nó con cái vợ vợ mình ông bà mình à, này nó lừa cả gia đình mình, mới lừa có mình mừng vì nó lấy ngay 561 triệu chứ nó không lấy khi mà 12 tỷ 3 tỷ. Thậm chí á nó lấy mình biết, lấy mà mình không biết nữa, cả cuộc đời này mình phải gắn bó với cái người lường gạt này. Nhưng với 561 triệu này bye bye siêu ghê, có nghĩa là từ ngày sau anh đã không còn gạt được tôi nữa. Còn đâu gạt thì trắng tay. Mốt cũng còn làm lại vậy thì mình mừng. Giống như nhà mình mà nó cháy vậy. Quý vị phát hiện 1 phút sau mình mới phát hiện, hay là mình muốn 2 phút sau mới phát hiện, hay 3 phút sau mới phát hiện, để nó cháy rụi luôn mới phát hiện. Mình mai mình mất 561 triệu mình mừng, bởi vì nó dừng lại ở 561 triệu chứ nó không phải là 2 tỷ. 2 tỷ mình còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên mình cứ nói vậy chứ mất nó sót lắm. Mất nó sót lắm, nhưng mà
Mà nó như vậy nè, cái quan trọng là câu hỏi của quý vị đó, làm ơn làm phước nha, đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp Ừ. nha. Đấy. Thứ nhất là có thể do tiền nghiệp, đúng là đôi khi mình có một số việc, ví dụ như mình không có giữ giới, đặc biệt là giới không lấy của không cho đó, mình không có giữ được cái giới đó, mình đi mình trộm cắp tài sản, mình lấy cái đồ người ta chưa có cho. Xét lại coi đời này mình có làm những chuyện tương tự như vậy hay không, tức là mình lấy đồ mà người ta chưa có cho, mình tham tài sản người khác, xét coi đời hiện tại có hay không. À, rồi cái chuyện quá khứ nữa, có thể đó là nghiệp của quá khứ, Cái gì nó thường nghiệp. nhưng mà nó còn cái nữa đó là gì, cái nỗ lực hiện tại của mình, tức là sao mình hớ hên, mình không có suy nghĩ, mình cả tin, rồi mình do mình bị tham. Có nhiều cái nếu nếu mình không tham mình không mắc lừa đâu, nhưng mà do mình bị tham hám lợi cho nên mình bắt lừa, thì cái đó là do nỗ lực hiện tại, do quyết định hiện tại của mình, cái đó được có đổ thừa cho mình. Thực ra đó 561 triệu mà để mua giá trị con người nó rẻ lắm, cái gì yên tâm tôi là phải 2.000 tỷ giờ mấy trăm triệu mua được tôi đã. Giống như là bây giờ có nhiều người họ kêu là bây giờ đầu tư vô chứng khoán đi, đầu tư vô tiền ảo đi, lời nhiều lắm đó, thấy không đó, người ta đi nhà đi xe tiền quá trời quá đất, thôi đầu tư đi, nó chỉ cho mình không biết gì, nó chỉ cho, nó mua cái gì mình mua cái đó, nó bán cái gì mình bán cái đó, rồi tới hồi là mình bao nhiêu tiền là mình cúng cho nó hết, thì cái đó mình đừng đừng đổ thừa cho nghiệp nha, cái đó là do mình bị tham, nó sai khiến, đừng đổ thừa cho nghiệp. Cái thứ ba là mình có thể bị kẻ khác tấn công. Đây là trường hợp ví dụ như nó lừa tiền của mình, nó thấy mình có tiền á, là bắt đầu là nó dàn dựng, rồi nó lên kịch bản, rồi sau đó nó lừa mình một cái cú lừa ngọt ngào, thì đó là mình bị kẻ khác tấn công. Cho nên á, đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Đúng là chúng sanh sống có cái nghiệp là đi theo mình, nhưng mà đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, nhớ giùm cái này. Còn nếu quý vị hỏi trong kinh ấy, thì quý vị nhắc sẽ nhớ đến cái bài kinh của Để Dành, tức là gì, chúng sanh ấy, thích để dành tiền lắm, thích để dành tài sản, nhưng họ không biết được là tài sản của họ có thể mất theo nhiều cách, hoặc là họ chôn, họ cất giấu rồi họ quên đi, hoặc là họ bị nước cuốn trôi, hoặc là họ bị kẻ cướp, hoặc là họ bị thiên tai bão lụt, Vô hoặc quan tịch thu. là họ bị vu quan tịch thu, hoặc là họ bị con cái phá sản. Tức là tài sản của họ họ muốn giữ mà họ giữ không được. Chỉ có cái phước là cái mà mình tạo, không ai cướp được của mình. Đấy nha. Có cái phước là mình làm, không ai cướp được. Bây giờ nói thì nó có vẻ nó hơi muộn, chứ sư ví dụ nha. Bây giờ 561 triệu nha quý vị, hồi trước quý vị lấy ra 61 triệu quý vị làm phước đi, thì 61 triệu đó là nó chích nhí ở Đúng đó, rồi, đúng rồi. không bao giờ ai cướp mất được quý vị, giống như quý vị để Nhưng ngân hàng đó, nhưng qua đời sau mình hưởng, tha hồ mình hưởng, nhưng mà do mình chôn cất để dành, thành ra là nó bị mà mất. nếu mình lấy 61 triệu ra mình làm phước thì bây giờ mình chỉ mất 500 triệu À thôi. đó thấy chưa. Cho nên là rồi có những cái trường hợp nữa, đó là có những người họ mất sạch tài sản mà họ phải đi ăn xin đó. Thì mình có đến cái mức phải đi ăn xin chưa? Mình còn có khi là mình còn có sức khỏe, mình còn có trí tuệ, mình còn có cơ hội mình làm lại cuộc đời. Nhưng mà ngay cả trường hợp đi ăn xin đi chăng nữa, vào thời Đức Phật quá khứ nhiều trường hợp tương tự như vậy, người ta đi tu hết trơn rồi. Cô đi tu vậy, À, đi cho tu nên là tại sao mình không đi tu đi? Bình thường á người ta có tiền nha, trời ơi bây giờ, sư ơi bây giờ tiền con nhiều quá, đi tu giờ tiền bỏ cho ai? Giống như cái bạn hồi nãy vừa mới hỏi đó, bây giờ đi tu rồi tiền để cho người khác hưởng là mình có lỗi với tổ tiên đó, cái kiểu như vậy. Trong khi đó bây giờ là mình không có tiền sao mình không lo tu? cái nữa như nó thêm chút xíu nữa bổ sung cái chỗ này cũng cũng 561 triệu và cũng cũng mất đi. Thì thí dụ mình lấy 561 triệu đó mình chữa bệnh cho người nhà mình cũng 500 cũng xài mất rồi đâu còn nữa, thì mình lại nhẹ hơn, nó nhẹ hơn, nó
nó cũng sót đó, nhưng mà nó không đau đớn. Rồi cũng cũng 561 triệu đó, nhưng mà ví dụ như lỡ cháy nhà nó cháy luôn, nó cháy luôn, nhưng trong tủ nó cháy luôn thì mình cũng sót á, nhưng mà nó không đau đớn, nó không đau đớn. Rồi cũng trong 561 triệu đó, mình bỏ vỏ mình đi cái mình bỏ quên đâu, hay là mình gớt mất thì cũng cũng sót đấy, nhưng mà nó không đau đớn, tại vì mình cho rằng người ta lấy của mình cho nên mình mới khổ, mình đau đớn, mình bị lừa. Mình chỉ cần biết thôi bị mất sao, nó không còn thuộc sở hữu của mình nữa, nó đã ra đi, nó đã ra đi rồi. Thì tại vì mình vô mình phân biệt tình huống mất, cho nên cũng số tiền đó nó không còn trên tay mình nữa, nó không còn thủ nữa, thì nó chỉ biết nó chỉ mất đi, mình chỉ ghi nhận nó mất. Nhưng ở đây mình vô mình phân biệt cái cách mất cho nên mình khổ, tại vì với 161 triệu mà Ăn nó cũng mất. ăn nó cũng hết. Ví dụ chồng, xin lỗi, chồng mình đi cờ bạc hết thì bức mình sẽ không có khổ, mình chỉ cũng bực á, nhưng mà nó sẽ không có đau đớn bằng cái chuyện mình bây giờ mình cũng trắng tay, nhưng mà nó gạt mình đặt cái tôi lên cao quá, mà mình đặt cái sự sủ lên cao quá. Mình phải biết rằng ở 561 triệu này mà nếu nó còn nè, 10 năm sau nè, nó đẻ ra thành 2 tỷ nè ha. Rồi khi mà mình hấp hối giường bệnh, nó đám con lại nó kéo chia nhau, mình chưa chết nó chia nha. Rồi mình chết đi rồi, 5 2 tỷ 3 tỷ này, nó 561 triệu này á, mình đâu còn biết tới nữa, rồi ai muốn làm xài sao xài. Cho nên có câu chuyện á, cái ông đại gia ông chết á, ông để lại cái cô vợ trẻ, thì cô vợ trẻ này mới ôm hết tiền lấy cái lái xe, thằng lái xe nó mới nói á, đó giờ tôi tính tôi làm công cho ông chủ, ai già giờ tôi mới phát hiện ông chủ làm công cho tôi, bây giờ tiền vô túi lái xe hết rồi. Thì Nó thấy cái tài sản quý vị á, nó không mất cái này, nó mất cái khác, là nó không thể nào nó trường tồn. Như nãy nói đó, mình lấy 1 triệu ra mình làm phước là nó chỉ mất 560 triệu thôi, tại mình cứ để đó, đừng đừng có để đó nhiều, nó vậy mai xuống cái gì đi xài. không có này, bây giờ tôi xúi đi xài, Đi. có nghĩa là sao? Giờ còn đâu nữa sao? Không, nếu như ở đây có hai lần, lần đầu lần tỷ hai, lần hai là 561 triệu, Hai lần luôn hả? à hai lần. Hai lần là do mình đó. Sư có cái suy nghĩ như vậy nè, và suy nghĩ cái người này đó nên có suy nghĩ như thế này, tức là gì? Bây giờ á, vì ba cái nguyên nhân đó cho nên mình không có giữ được tiền, thì thôi có mình lo mình làm cái gì đó cho nó hữu ích, hoặc là mình lo cho gia đình, hoặc là mình lo cho con cái, hoặc là mình lo cho xóm gì, hoặc là mình lo cho mình, hoặc là mình lo mình tạo phước. Tại vì á, bây giờ á, quý vị sư giả sử nha, bây giờ quý vị làm lại từ đầu nè, mình có 100 triệu đi trong tài khoản. Bây giờ mà quý vị biết nha, mình giả sử bây giờ mình biết trong vòng 1 tháng nữa là 100 triệu này mình có xài hay không xài nó cũng sẽ mất, Tự nó biến mất đi. tự nó sẽ mất, rồi thì quý vị sẽ có cách xài. Cho nên là gọi là của đi thay người, hoặc là Cái tài sản mình nó không bỏ, nó không cho, nó không bỏ mình nó đi thì mình cũng bỏ nó mình đi à. bà sư nói trước nghe, tới cái hồi mà quý vị cận tử á nha, thì cái mớ tài sản này á Nó là cái ôm nạn, theo không được, là cái nạn, mà quý vị sẽ vì nó mà đi xuống các cảnh giới sa đọa. là gánh nặng. Như sư nói hồi nãy, biết bao nhiêu người tại vì có tiền không đi tu Bây được, giờ thì trắng tay đi quý tu vị đi. trắng tay đi tu đi nha, trắng tay rồi đấy. Cho nên là cứ yên chí là mấy ông sư không có ngó gì tiền bạc quý vị đâu, bây giờ quý vị trắng tay đúng không, đi tu đi. Nói chừng trắng tay cái là không muốn tu. Thế gian vậy đó, có tiền không muốn đi tu, mà tới hồi mà trắng tay thì cũng lại muốn đi kiếm tiền, thì nó cũng không có đi tu. Có hai vợ chồng đó nghèo lắm, lái cái xuồng lâu lâu vô chùa cúng dường, con ước gì cũng trúng 2-3 tỷ số, con đi làm phước cho đã, cái mấy tháng sau cả năm sau đó cũng trúng số thiệt, trúng mấy tờ luôn, mất tích mất tích mất tích luôn vậy đó. Nói gì Thôi thôi, chúc quý vị nhận ra được cái con đường của mình đó, đã và có được hết cái giờ chưa? sự an vui. Ừ, hết giờ chưa? Hết giờ rồi.
À, thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.